Thằng Tuber đấy, cái thằng Tuber nhà tôi ấy, bây giờ nó còn quấn tôi hơn cả cái thằng Pac-Man ngày xưa nữa. Cái thằng Pac-Man nó còn không thèm đi chơi cùng ở ngoài đường, thằng Tuber nó còn mở cửa ra, nó chạy vù ra khỏi cửa để nó đi chơi cùng nè nhỉ. Tuber ngẩng mặt nhen nhen nhìn các bác tí nào con. Đó. Mẹ ngồi ăn cơm là nó còn phải ngồi ngồi lên trên 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 chân nó mới chịu cơ, mắt lim dim nó mới chịu cơ, đến giờ nó đi buồn ngủ rồi đấy. Thế đấy, cái cháu là anh Uber đấy. Đấy, các bác thấy nó đáng yêu không, cái chân của mẹ cháu đấy, nó phải ngồi đúng ở trong cái chân mẹ cháu mới chịu cơ. Nó quấn lắm, đáng yêu lắm nhỉ. Uber đáng yêu lắm. Uber ơi, con ngẩng mặt lên nào, ngủ gì giờ này, hơn 12 giờ nhỉ. Ôi chưa ngủ này. Vậy các bác thì ôi dồi, đang cháu đang gen gen gừ 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 gừ, thích quá mê quá nhỉ. Tôi yêu nó còn nó thì còn nghiện tôi cơ. Cái thằng Tuber nó nghiện tôi này này.